Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp những con bướm theo phong cách origami nhé. Đầu tiên, bạn sẽ gấp chéo miếng bìa hình vuông. Mình sẽ gấp chéo lần thứ hai. Sau đó mình sẽ gấp đôi hình vuông, rồi gấp đôi lần thứ hai. Sau khi đã tạo thành góc mép, cho hình vuông rồi, mình sẽ gấp góc mép lại để biến hình vuông thành hình tam giác như thế này. Sau đó mình sẽ dồn các cánh của hình tam giác vào cùng một phía. Bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt mép của các góc để tạo thành cánh của con bướm nhé. Bước tiếp theo, bạn sẽ gập đôi cái một phía cánh của con bướm lại. Sau đó, phần đuôi mình sẽ gập cao ngược lại. Gấp mép của phần đuôi phía lên trên, rồi gấp đôi để tạo thành phần đầu của con bướm nhé. Bạn có thể dùng thêm hồ dán để dán cố định trước mép này. Và mình đã gấp xong một chú bướm theo phong cách origami vô cùng dễ thương và đáng yêu. Chúc các bạn thành công!